Tôi là Đỗ Văn Lai, là bố của cháu Đỗ Hoàng Hiệp, đang học ở trung tâm PBS tiếng Đức. Qua tìm hiểu thì chúng tôi cũng tìm hiểu các nước để thấy nước Đức là cái nước chúng tôi lựa chọn mà tương lai nó phát triển hơn các cái nước khác. Tôi cũng có hỏi cháu thì cháu có nói là trung tâm được các cái thầy cô tận tình dạy bảo, rồi hướng dẫn các cháu chu đáo và các cháu thấy tiếp thu là tốt. Trong một cái quá trình học tập thì chúng tôi cũng rất mong là cái visa là cái kết quả là cuối cùng trong quá trình học tập để con chúng tôi để sang nước ngoài lao động và học tập. Thì đến khi mà được công ty trung tâm báo là cháu chuẩn bị có visa thì gia đình rất là mừng rỡ. Và đến ngày hôm nay là chuẩn bị cháu được lên đường thì thật sự là gia đình bố con là rất là vui vẻ, phấn khởi trong quá trình học tập của cháu là đã đạt kết quả là bước đầu là thuận lợi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Tôi là Đỗ Hoàng Hiệp, tôi đến từ Nam Định. Tôi học lớp Tech 23 PBS Training Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại tôi đã có visa trên tay. Tôi đi du học nghề đầu bếp tại thành phố Rostock. Đầu tiên thì em rất là vui mừng khi nhận được visa. Tiếp theo là em cũng vừa vui vừa buồn. Vui vì em sắp đến phải đến một đất nước mới, em học tập và em làm việc. Buồn là em sắp phải xa gia đình của mình. Dạ vâng. Trước tiên thì em muốn cảm ơn tới cô Khánh Ly đã dạy em trong quá trình em học tập ở PBS. Em cảm nhận rằng cô Khánh Ly là một người cô rất là chân tình. Luôn luôn giúp đỡ học viên khi mà học viên không hiểu hay là làm sai một cái gì đấy. Các anh chị nhân viên ở VBS Trung tâm Việt Nam thì lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình, luôn luôn có những sự động viên tới toàn thể học viên ở VBS. Thì em cũng có một vài lời khuyên gửi tới các bạn đang học hoặc là đang ôn thi B1 thì mình biết rằng B1 thì nó rất là khó, không chỉ khó với mình, người Đức họ cũng cảm thấy là tiếng Đức cũng rất là khó, nên là mong các bạn đừng bỏ cuộc, hãy tự tin và chiến thắng, mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Cảm giác của em hiện tại bây giờ rất là hồi hộp, vừa vui và vừa buồn. Vừa vui thì vui vì mình chuẩn bị sang một đất nước mới, một hành trình mới và những trải nghiệm mới. Và buồn là em phải xa gia đình, xa những người thân của mình, người mà đã giúp đỡ mình trong những năm tháng vừa qua, từ lúc mình sinh ra cho đến lúc bây giờ. Nên là con muốn cảm ơn bố mẹ đã luôn luôn đồng hành cùng với con trong suốt quá trình con học tiếng Đức. Đấy, vì thứ hai là con sang Đức rồi thì con mong bố mẹ không phải lo cho con, giờ con cũng lớn rồi. Con cũng tự lo cho bản thân mình dù có rất nhiều khó khăn. Cảm xúc bây giờ buồn vui đến độn nhưng mà vui thì nhiều hơn. Chúng tôi đã những ngày tháng để chuẩn bị cho các cháu học để sang Đức thì đến hôm nay đã thành hiện thực. Chúng tôi cũng đang rất là vui. Giờ cô rất là cũng vừa buồn mà cũng vừa vui. Thì buồn thì từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên là phải xa, còn phải xa gia đình. Mà vui thì con cũng trưởng thành để đi sang một đất nước mới, để vừa làm vừa học ở bên đấy để có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Chúc con lên đường được bình an, rồi sang bên đấy để được công việc được thuận tiện. Chúa đang mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình.
về cho mẹ, mẹ ơi, mang tình về cho mẹ.